Bữa hôm người học tiết nhảy á, xong giờ cô quát là phải tập một bài rồi gửi cô ấy điểm, mà tập mấy bữa nay mệt quá à, tập không được. Trời ơi, chi cho cực vậy. Bật cái app B612 lên. Trời ơi, nhìn hình hình hú hồn. Cô vô duyên quá. Rồi thấy cái chị hóa đâu bấm vô, kế cái filter thì thầy ông nội. Rồi bật mạng lên, từ từ. Bấm tiệc năm mới. Có quá trời clip luôn, giờ mày kiếm cái clip nhảy nào ưng đi. Kéo xuống, thêm đi chứ. Đó, cái quần họng. Ủa, lũ đạo chuyên nghiệp quá, màu điểm chắc luôn cô. Rồi bấm vô camera đi ông. Rồi đưa cái mặt sát vô, canh cái lỗ tai lên cái cầm đâu cho vừa coi. Rồi bấm chụp. Rồi, chờ một xíu, lắm là nó nhận diện đồ nè. Trời ơi, hay quá, biết cười con gửi cô lâu rồi khỏi tập bữa giờ. Ủa mà sao bữa nghỉ học? Con đi chơi nét. Ủa, cô cũng tập nhảy hả?